Chào các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Thì hôm nay buổi trưa mình đang ráp một chiếc Exciter 155 các bạn. Thì video về Exciter 155 mình cũng đã làm rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì hệ thống bên mình đang điều chỉnh giá cho Exciter 155 các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ quay và chia sẻ cái clip này để chia sẻ cho các bạn về cái dòng Exciter 155 này, cũng như là cái giá bán trong nửa cuối tháng 10 này như thế nào nha. Thì các bạn nào quan tâm về dòng Exciter 155 thì các bạn có thể tham khảo cái clip của mình, đồng thời các phiên bản xe của mình ha, để có thể mà mình lựa chọn cái dòng xe phù hợp. Thứ hai nữa là cái giá cả hợp lý đó các bạn. Thì hiện tại đối với mình đang ráp là một chiếc Exciter 155 phiên bản mới nhất nha, Special Edition, đó là phiên bản giới hạn nha các bạn. Phiên bản này là có màu sơn là màu đen nha, đen. Và cái mâm của nó các bạn, đây cái mâm của nó là cái mâm màu vàng nha, vàng đồng. Và các bạn nào cũng từng đã coi của kênh của mình cũng biết cái con này khi mà về mình cũng có quay chia sẻ sơ bộ về các bạn rồi. Nhưng mà cái giá hôm trước mình không chia sẻ thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Hiện tại là Yamaha đang có chương trình khuyến mãi á, và cái giá thực tế của nó như thế nào. Thì sơ bộ qua thì mình bạn kỹ thuật đang gỡ ra các bạn, gỡ ra để vô cái mỏ vòi sườn. Thì các bạn cũng biết là vùng của Cà Mau mình, vùng nước mặn á, thì thường khách hàng khi mà chốt xe xong thì các bạn yêu cầu kỹ thuật bên mình gỡ ra để sơn cái mỏ bò, cái dàn sườn cho nó đừng có bị chống xét đó các bạn. Thì cái này là tiền dịch vụ thêm nha các bạn. Các bạn không gỡ ra thì mình sẽ không bị tốn phí. Còn nếu mà gỡ ra thì giống như Exciter vậy là tốn phí 200.000 nè các bạn. Còn nếu mà những dòng xe nhỏ hơn thì có giá từ 100 đến 150, 200 nha các bạn, tối đa là 200.000. Đó, thì cái này là công dịch vụ bên mình làm thêm dịch vụ cho khách thôi. Khi nào nó yêu cầu thì mình mới làm nha. Không yêu cầu thì thôi. Đó. Và đối với dòng phiên bản giới hạn á thì hiện tại bên mình có màu mới nhất nha các bạn. Màu đen nè, màu xanh nè. Rồi màu xám nè, màu trắng nè. Thì hiện tại là đối với dòng này, hiện tại là phiên bản mới nhất và cao cấp nhất của dòng Exciter bên mình đang để giá là 53.900.000 nha. Thì khi các bạn mua tiền mặt thì bên mình sẽ lì xì lại ngay 2.000.000 đồng, còn lại 51.900.000. Còn nếu mà các bạn mua đã góp thì cái giá là 53.900.000 nha các bạn. Và góp là góp không lãi suất ha, bên mình có góp không lãi suất. Thì một trong hai cái loại đó các bạn nha. Ngoài ra thì khi các bạn mua xe Yamaha thì các bạn cũng được quay số trúng thưởng đó nha. Quay số trúng thưởng tức là mùa 2 giải mọi giá tiền mặt thì giá là 2.000.000 đồng nha các bạn. Các bạn cũng thông cảm nha, tại vì mình quay trực tiếp bằng phone luôn cho nên mình không có gắn mic được đấy. Thì các bạn có nghe tiếng ồn nhiều các bạn cũng thông cảm nha, tại vì tiếng ồn đó là các anh kỹ thuật đang sửa chữa xe các bạn đấy. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái phiên bản cao cấp á, ví dụ như có màu đỏ nè, màu đen nè, màu vàng nè, thì nó sẽ rẻ hơn nha các bạn. Thì nó rẻ hơn thì bên mình đang để giá là 50.900.000, thì cũng giống như trường hợp giới hạn thôi, thì mình vẫn được mua tiền mặt thì giảm 2.000.000. Nếu mà mua trả góp thì cộng lãi suất ha, vẫn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng của Yamaha 200 giải, mỗi giải tiền mặt là 10.000.000 đồng. Thì và đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn bên mình đang để giá cực kỳ hấp dẫn các bạn luôn, 47.900.000 ha, vẫn giảm 2.000.000 và cũng trả góp không lãi suất. Các bạn nào có nhu cầu sở hữu Exciter thì trong thời điểm này là thời điểm cực kỳ tốt luôn các bạn. Tại vì Yamaha đang làm chương trình khuyến mãi cho nên giá xe của mình đang được hỗ trợ rất là đặc biệt luôn. Thì bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình ha. Đại lý bên mình đang có đầy đủ tất cả phiên bản và màu sắc luôn. Bạn nào thích dòng Exciter 155 này á, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở video nha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nhắn tin cho mình là gọi call trực tiếp cho mình cũng được. Địa chỉ thì mình sẽ ghi mẫu video nha các bạn. Đây, bạn này đang lắp vô rồi các bạn. Dàn cao nữa. Thì xíu nữa mình sẽ chèn cái video của cái dòng con này, review về cái dòng sản phẩm này cho các bạn, để các bạn dễ hình dung ha. Và cái mẫu xe này hiện tại á cũng rất là ít hàng nha các bạn. Ít hàng, dòng giới hạn này các bạn cũng biết rồi đó, số lượng xe rất là ít. Và về bao nhiêu thì mình cũng đã giao cho khách rồi ha. Cho nên số lượng này thì ví dụ bạn có nhu cầu thì bạn cứ nhanh tay, nếu không là mình sẽ kiếm xe trong thời gian tới. Thì cái clip mình thì chủ yếu là chia sẻ về cái dòng Exciter mà và với chia sẻ cho bạn cái giá xe hiện tại. Thì bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip mà ráp xe tiếp theo nha.